Phật sở hành xứ Quốc ấp khu tụ Mỹ bất mông hóa Thiên hạ hòa thuận Nhật nguyệt thanh minh Phong vũ dĩ thời Tai lệ bất khởi Ông dân an Binh qua vô dụng Sùng đức hưng nhân Vụ tu lễ nhượng Quốc vô đạo tận Vô hữu oan uổng Cường bất lăng nhượng Các đắc kỳ sợ Lão Pháp Sư Tình Không Thời gian Ngày 9 tháng 3 Năm 2014 Địa điểm Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Đây là Bộ Khoa Chú Giảng lần thứ tư Khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90. Các vị pháp sư. Các vị đồng tu xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y tam bảo a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tùng kim nhật nảy chí mạng tồn quy y phật đà lượng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tùng kim nhật nải chí mạng tồn quy y phật đà lưỡng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm Thủy tùng kim nhật Nễ chí mạng tồn quy y phật đà lưỡng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn Mời xem Đại Kinh Khoa Chú Tờ thứ 141 Xem từ hàng thứ nhất lời giới thiệu cái đoạn văn dài này là chúng ta lần đầu học tập chú giải của niềm lão đem lời giới thiệu của ông thiết lục ra chỗ trọng yếu. Tổng cộng thiết lục ra 10 đoạn. Đúng thiết lục ra 10 đoạn. Để cho khi chúng ta ở trong lần đầu chỉnh lý mười cái đoạn này có thể đem tiết lục ra chúng ta chỉ lưu lại giải thích của niệm lão đem cái sáo để đến giải bên trên giải năm chỗ này là sáo đây chính là Tránh khỏi trùng lập Chúng ta xem thứ sáu Vậy thứ sáu này Cánh dĩ Tình độ chi kinh chi trung Duy Thứ kinh Bị nhiếp viên diệu Tịnh độ ba kinh một luận Cư sĩ nguy nguyên Tiền thanh Đem phổ hiền hạnh nguyện phẩm Một quyển sau cùng Chính là mười đại nguyện dương Hồi quy cực lạc để vào sau ba kinh gọi là tịnh độ bốn kinh quyển này ngày trước tôi đã xem qua dường như còn có một quyển cất giữ ở úc châu tịnh độ tứ kinh đại sư ấn quang đầu năm dân quốc đem kinh lăng nghiêm chương đại thế chí bồ tát niệm phật viên thông chương kinh gian này nêu ra phụ lục vào phía sau của bổn kinh biến thành tịnh độ năm kinh kinh điển tịnh độ đến đây có thể nói là vô cùng viên mạng Đại Thế Chí Viên Thông Chương Đích thực rất cần thiết Đó là tâm kinh của tịnh độ Chỉ có 244 chữ Còn ít hơn so với bát nhã tâm kinh Đích thực là Bồ Tát Đại Thế Chí dạy bảo chúng ta Phương pháp quan niệm lý luận Tu học tịnh độ đề xuất ước Phật niệm Phật hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật bao gồm gồm nhiếp sáu căn tình niệm liên tục phương pháp này cực diệu đây là hiện tiền Năm Kinh Một Luận Ngay trong Năm Kinh Một Luận Kinh Vô Lượng Thọ Bị nhiếp viên diệu Bị cũng là ý nghĩa của viên mãn Nhiếp là nhiếp thọ tịnh tông vi diệu viên mãn đều ở trong bộ kinh này nó là thuộc về tính chất của khái luận thuộc về giới thiệu nói rõ đem thế giới tây phương cực lạc giới thiệu tường tận cho chúng ta dĩ phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm tông Tông Chính là phương pháp tu học chủ yếu Dĩ di đà thập niệm tất sanh chi đại nguyện vi bổn Đây là căn bản của tịnh độ tông Là nguyện thứ 18 của 48 nguyện Thâm minh tam bối giảng sanh chi nhân Ở bổn kinh Tam bối giảng sanh Giảng sanh chánh nhân Hai phẩm này đã nói Vậy cho chúng ta Phương pháp cầu giảng sanh quản nhiếp cửu giới chánh phàm chi chúng đây là nói đối tượng học tập của tình tông cũng là viên mãn bao gồm chín pháp giới bốn thánh sáu phàm hoàn toàn bao gồm ở ngay trong đó chánh hiển trì danh niệm phật chi pháp trực chỉ giảng sanh quy nguyên chi lộ thị cố thử kinh xưng vi tình tông đệ nhất kinh giả Chúng ta xem tiếp Đoạn chú giải Phía sau Đoạn thứ bảy Ở tờ 142 Đảng thử Thù thắng đệ nhất chi tịnh tông bảo điển cánh tại ngã quốc đại tạng trung trần phong nhất thiên dư niên cái này ở trong đại tạng kinh chính là nói không được người phát hiện Không có người đem nó ra để học tập đích thực đã có ở Trung Quốc. Hơn một ngàn năm. Tịnh Tông học nhân đều học Kinh A-di-đà, Quán Kinh. Tại vì sao không học Kinh Vô Lượng Thọ? Phía sau đây nói khảo kỳ nguyên nhân Cái do thử kinh ngũ chủng nguyên dịch Hổ hữu tường lượng xuất nhập thậm cự Năm loại nguyên bản dịch này Không giống Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang có sáu loại nguyên bản dịch Chúng ta xem thấy trong Đại Tạng Kinh Đại Đồng Tiểu Dị Đích thực Bổn gốc Là một bổn Người phiên dịch không như nhau Cho nên văn tự phiên dịch Cũng đương nhiên không như nhau Ý nghĩa đại khái đều khác biệt không nhiều kinh vô lượng thọ năm loại nguyên bổn dịch đều không như nhau có số bổn dịch nói được rất tường tận có bổn nói được rất giản lược Giàu ra rất lớn Chỗ này đưa ra một thí dụ Liệt như Di đà đại nguyện Tại ngụy đường lưỡng dịch Vi tứ thập bát nguyện Tại hán ngô lưỡng dịch Vi nhị thập tứ nguyện Tại tống dịch Tắc vi tam thập lục nguyện Vấn đề chính ngay chỗ này Chúng ta rốt cuộc tôn sùng cái quyển nào Toại sử sơ tâm học giả Chuyên trì nhất dịch Năng binh thâm chỉ Biến độc ngũ chủng Hậu cảm gian nan Chọn lựa ra một quyển để học Thế nhưng trong các quyển khác còn có kinh văn quan trọng Thì bạn chưa học đến Tội sử sơ tâm học giả Chuyên trì nhất dịch năng minh thâm chỉ Biến độc ngũ chủng hữu cảm gian nan Ư thử đa xạ thử kinh Nhi chuyên công ai Thanh sơ bàn thiệu thăng cư sĩ viết Thử kinh xiển dương giả thiểu Người hoàng dương ít Người học tập ít Người giảng giải ít Do nguyên nhân gì? Do không có bổn hoàn thiện vậy Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói thành tai thị ngôn Lời nói này rất hay Thị dĩ Tống vương nhật hưu Thanh bàn Thiệu thanh Nguy thừa quán Đẳng đại cư sĩ Ba người này hoàng dương kinh này Tiên hậu nhi hữu hội bổn Giữ tiết bổn chi tác Tiết bổn là bàn tiểu thăng làm Hội bổn Vương Long Thư có hội bổn Ngụy Thừa Quán có hội bổn Những học nhân này đích thực có thành tựu Cư sĩ Vương Long Thư rất là đáng tiếc năm loại nguyên bổn dịch ông chỉ thấy được bốn loại bản dịch đầy đường ông không xem thấy bản dịch đầy đường là đại bảo tích kinh vô lượng thọ hội trong đây cũng có kinh văn rất quan trọng trong bốn loại khác không có việc này học nhân tình tông không thể không biết ngụy thừa quán đệ sư ấn quang phê bình đối với ông là lấy bỏ không thỏa đáng cũng chính là nên lấy thì ông lại bỏ quên đi không nên lấy thì ông lại đem nó thiết lục ra lấy bỏ không thỏa đáng mà còn thay đổi kinh doanh đây là húy kỳ rất lớn hội tập đích thực có cái cần yếu này không có bổn hội tập tốt chúng ta ở chỗ này tiếp tục đọc tiếp thì liền biết tống đại đại cư sĩ vương nhật hưu tàng tuyển long thư tịnh độ văn long thư tịnh độ văn là dương nhật hưu làm tứ hải xưng cử các đại đức phật môn đối với long thư tịnh độ văn Xương tùng đến ngày nay vương thị lâm chung đoan lập giảng sanh Khả chứng cư sĩ Thật di ngã quốc tình tông Giải hành cựu ưu Thù thắng hy hữu Di tại gia đại đức Không phải chỉ nghiên cứu Ở trên kinh điển này ông có tu trì ông có công phu niệm phật thù thắng hy hữu vương thị thâm khái bảo điển chi trần phong tư thị nải hồi tập vô lượng thọ kinh hán ngụy ngô tống tứ chủng nguyên dịch linh thành nhất bổn danh vi đại a di đà kinh Vương bổn Vẫn thế Hải nội xưng tiện Tổng lâm phụng vi khóa bổn Lưu thông thắng ư nguyên dịch Ngã quốc long tạng Cập Nhật Bản Đại Chánh Tạng Diệt ước thái nhập dương bổn Bổn hội tập của Dương Long Thư có để vào tạng Trong Đại Chánh Tạng Long Tạng đều có Liên trì Đại Sư viết Vương Thị Sở Hội Đại sư Liên Trì có phê bình đối với ông Vương thị sở hội Giác chi ngũ dịch Giảng dị minh hiển Lưu thông kim thế lợi ích thầm đại Hậu viết Dĩ vương Bổn thế sở thông hành Nhân tập kiên cố Người xem rất là nhiều Cố ư sợ trước Di đà sớ sau trung Phạm dẫn chứng vô lượng thọ kinh chi xứ Đa thủ vương văn Giang thái nguyên dịch Đây chính là nói rõ Đại sư liên trì đối với Bổn hội tập của cư sĩ Vương Long Thư Cũng tương đối xem trọng Trong Di Đà Kinh Sớ Sao Dẫn dụng Kinh Vô Lượng Thọ Phần nhiều đều là Bổn hội tập của Vương Long Thư Có lúc Cũng dùng đến nguyên bổn dịch Cần Đại Ấn Quang Đại Sư Ư sở tuyển Trọng khắc phiên trung sao tự trung diệt tán vương bổn văn nghĩa tường tất cử thế lưu thông vương thị hội kinh tuy đại hữu công ư tình tông đảng sở hội chi bổn kinh văn trong bổn này không tránh khỏi sai lầm đây là đại đức đời sau thương tiếc một việc đối với ông liên trì đại sư vị kỳ Sao tiền trước hậu Khứ thủ vị tận Đây là Đại sư Liên Trì Phê bình đối với bổn của Vương Long Thư Bàn thiệu thăng cư sĩ Xích Di Vi Lăng loạn, quai xuyển Bất hợp, viên chỉ Mấy dị này đều là đại đức tình tông Kim, bút giả ngưỡng thừa cổ đức chư thuyết thiết kế vương thị chi thất hữu tam chính là bổn hội tập của vương long thư trong đó có ba việc là chỗ của nó không được viên mãn không thể trở thành thiện bổn nhất giả phương thị hội tập cận cứ tứ chúng vì cập đường dịch đường dịch danh vô lượng thọ như lai hội xuất tự đại bảo thích kinh nãy bồ đề lưu chí đại sư sở dịch đa áo diệu tinh yếu chi danh vị Dị tha dịch sở vô cư sĩ vương long thư chưa xem từ ngay chỗ này làm cho chúng ta nghĩ đến trường nhà tống vào thời đó kỹ thuật in ấn phát minh chính là dùng bản cắt gỗ in ra từng tấm từng tấm trước triều tống không có thư tịch gì trước đều phải dùng bổn chép tay đến triều tống mới có in ấn phát minh kỹ thuật in ấn trong đại bảo tích kinh một phần vô đường thọ như lai hội này ông không có xem thấy liền kém khuyết đi bộ phận này trong bộ này có rất nhiều thứ tinh túy đáng tiếc là ông không xem thấy thứ hai thì nhị giả khứ thủ dị tận thủ phồn di yếu cải thâm vi thiển Kinh văn mà Ông tiết lục Trung lập thì lại lấy Trọng yếu thì bỏ sót Đổi sâu thành cạn Thí dụ như Đại sư Liên Trì đã trách Như ba bậc giảng sanh Bản ngụy dịch Thì phát tâm bồ đề Ba bậc đều phát tâm Bồ Đề Một lòng chuyên niệm Trong bản của cư sĩ Long Thư Chỉ có bậc trung phát tâm Bồ Đề Bậc hạ thì không phát Bậc thượng thì lại không nói Vì thì cao thấp khác nhau Nên nói rằng dị tận như thí dụ trên có thể thấy bậc thượng không cần phải nói cho nên gọi là di yếu bậc hạ nói không phát chính là đổi sâu thành cạn cho nên đại sư liên trì có lời trách với họ bàn vậy Thứ ba, tam giả Xuất ý tăng danh Nghiễm nhược tự trước Dương thị Mỗi dĩ tự trước di danh Diễn thuật nguyên dịch chi nghĩa Cái này Chính mình dịch kinh có thể Hội tập thì quyết định không thể nên Đại sư Liên Trì trách rằng sao tiền trước hậu vị thuận dịch pháp cái trách kỳ sao dẫn kinh dân ưu tiền phục hậu tự trước dân cứu ưu hậu cái thị hội tập tất tu y cứ nguyên kinh Dạng dạng bất khả Ư nguyên dịch ngoại Thiền tăng văn cú Bạn không thể dùng cái ý của chính mình Để thay thế kinh văn Việc này vô cùng quan trọng Nên trách họ dương Chưa thuận theo bản dịch Do đây có thể thấy Cái lỗi của họ dương Không phải là không thể hội tập Mà là ở hội tập có nhiều sai sót Nguyên nhân chính ngay chỗ này Niệm lão Một đoạn gian dài đến như vậy Ý nghĩa trọng yếu là để chúng ta sanh khởi tính tâm đối với bổn hội tập này của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Ừ, Hiện tại rất nhiều người phản đối hội tập. Không hề phản đối Vương Long Thư, cũng không phản đối Ngụy Mặc Thâm. Chỉ riêng phản đối lão cư sĩ Hạ Liên Cư. ba loại bổn hội tập đều là cư sĩ tại gia làm Dương Long Thư là cư sĩ tại gia Ngụy Mặc Thâm cũng là cư sĩ tại gia Hạ Liên Cư cũng là cư sĩ tại gia Pháp sư xuất gia không làm công tác này cư sĩ tại gia họ làm Chúng ta xem tiếp bàn thiệu thân cư sĩ Hám ư vương bổn chi thất Nại thủ nguy dịch bổn nhi sách thiết chi Thị vi vô luận thọ kinh chi đệ nhất chủng Lấy Bổn nguyên dịch Khăn tăng khải phiên dịch Hiện tại trong năm loại nguyên bản dịch Lưu thông rất rộng Đại Đức Tịnh Tông Nhật Bản Kinh Vô Lượng Thọ chú giải Có hơn 20 loại Toàn bộ đều là bổn của Khang Tăng Khải Chính là chỗ này gọi là bổn nguy dịch Hám ư vương bổn chi thất nại thủ Nguy dịch bổn nhi sách thiết chi Thì vi Vô lượng thọ kinh chi đệ thất chủng Đảng thử cẩn vi Nguy dịch thất chủng Nhi thiết bổn Nhi phi Chư dịch chi hội bổn Ư thị vãng thanh Là cuối năm nhà thanh Dầu năm hàm phong Mọi người đều biết từ Hy Thái Hậu là phi tử của Hàm Phong. Sau khi Hoàng đế Hàm Phong chết, con trai còn rất nhỏ. Quyền lực rơi vào tay của Từ Hy Thái Hậu. buông rèm chấp chính đại sự quốc gia do bà làm chủ hoàng đế quá nhỏ cho nên gọi là đồng trị cùng hoàng đế trị quốc gọi là đồng trị ngụy mặc thâm chính là người của năm hàm phong là người cùng một thời giới từ hy thái hậu vi cứu long thư chi thất thủ ngũ chủng nguyên dịch linh hành hội tập biệt thành nhất thư sơ nhân danh vô lượng thọ kinh hậu kinh chánh định vương canh tâm thị cải danh vi maha a di đà kinh bản dịch của ngụy mặc thâm văn tự giản lược tinh tế vượt qua bổn của vương long thư đích thực tốt hơn bổn của vương long thư đảng xuất từ tăng văn chi bệnh vị năng tận miễn cố cho nên bổn của ông cũng không được xem là tận thiện vậy bổn tận thiện tận mỹ là không dễ dàng vì mới dẫn khởi là cư sĩ hạ liên cư không thể không làm ra một bổn kinh vô lượng thọ hoàn thiện tiên sư Hạ Lão là lão sư của Hoàng Niệm Tổ Đi trí song giận Tông thuyết cầu thông Viên dung Hiển mật thiền tịnh Ư nhất tâm chuyên hoàng trì danh niệm Phật nhiếp dạng đức Mấy câu nói này Là giới thiệu Hà Lão Hà Lão là người thế nào? Có tâm từ bi Có trí huệ chân thật Đi trí xong giận tông thuyết cầu thông tông là thiền tông thuyết là giáo hạ ngoài thiền tông ra bảy cái tông phái đều gọi là giáo hạ gọi là tông thuyết cầu thông viên dung hiển mật tông thuyết đều là hiển ngoài cái này ra còn có mật tông ngày cũng là tu học mật tông được rất tốt cho nên hiển giáo mật giáo thiền tông tịnh độ đều hạ công phu cuối đời chuyên hoàng trì danh niệm phật nhiếp dạng đức vị hoàng tịnh tông Cố nguyện thử tình tâm Đệ nhất chi kinh Phá trần sanh quan Ký thử vô thượng chi điển Nhiều ít đương lai Nải tục tiền hiền Trùng hành hội tập Đây là hà lão chân thật phát tâm vì tịnh tông là một việc tốt ngài có bi tâm ngài có trí huệ điều kiện thấy đều đầy đủ bình khí vạn duyên am quan tam đới đế quan ba năm tịnh đàn kiết giới minh tâm cô nghệ cảo kinh thập dị phương khánh kinh thành đây là ba năm hoàn thành cái quyển này ở đây tôi còn có một bản quyển này hà lão dùng thời gian ba năm hồi tập sách này xuất bản vào năm dân quốc thứ ba mươi hai năm một trăm bốn mươi ba Chúng ta có được ở Đài Loan Đêm đó phiên ấn ra một ngàn cuốn Để đồng tu học tập Làm kỷ niệm Bổn đầu tiên lão cư sĩ hội tập Đại sư Từ Chu Làm phán khoa cho nó trên đây có phán khoa của từ lão từ lão đã giảng qua bộ kinh này quyển mà lão cư sĩ mai quang hy giảng ở đài truyền hình cũng là cái quyển này Hiện tại chúng ta dùng cái quyển này Là hạ lão cư sĩ Là dùng thời gian 7 năm Đem nó đính chính lại Trở thành bổn hiện tại này của chúng ta Tổng cộng đã dùng thời gian 10 năm Có được Không dễ dàng chỗ này chúng ta tiếp theo xem thủ mông tông giáo câu triệt chi huệ minh lão pháp sư thủ trì hội bổn nhiếp ảnh ư phật tiền vi tác chứng minh có được chứng minh của lão pháp sư huệ minh khẳng định bổn hồi tập kinh vô lượng thọ này hội tập được tốt không tìm ra được lỗi lầm luật tông đại đức từ hàng lão pháp sư tục chi chuyên giảng thử kinh ư tế nam tịnh thân vi khoa phán tiên cầu phu mai quang hy cư sĩ tại trung ương quảng phát điện đài phát giảng thử kinh Xưng chi vi tối thiện chi bổn hậu phục ư kinh tự trung tán viết tình đương minh sát tạc nhiên Hữu cứ Ý nghĩa của chữ tạc Chính là đích thực Có căn cứ Vô nhất nghĩa Bất tại nguyên dịch chi trung Vô nhất cú Giật suốt bổn kinh chi ngoại Đây chính là Trung thực Hội tập Lão thật trung thực Dùng tâm cung kính Để làm cái công tác này Nhị thú trong năm loại nguyên bản dịch Thấy đều thu tập trong bổn hội tập này Cư sĩ Long Thư có bỏ sót Ngày đêm đó bổ túc vào Giang sáp trầm hối Sử chi sáng lãng Phiền phức Nhũng mãn Quy ư Giảng khiết Đích thực nếu như các vị Đọc năm loại nguyên bản dịch trong đó có mấy loại chân thực Dân tự Tối nghĩa Không lưu loát Ý nghĩa xem không hiểu Khi đọc cũng không thuận miệng Ngày đêm cái này tu đính Văn tự túc tắc tối nghĩa Ngày cũng không lấy Nhất định Để chúng ta khi đọc rất thuận miệng Khi đọc lên rất dễ chịu Rườm rà Tối nghĩa Quay về giảng khiết Cái này Lão Hạ Liên làm được rất tốt Chúng ta đem bổn này Vừa đối chiếu với năm loại nguyên bản dịch Lăng loạn tỷ thành chỉnh nghiêm Khuyết sớ tất linh viên mãn Tất kỳ Hữu mỹ Giai bị Vô đế bất thâu Tuy dục bất vị chi Thiền bổn bất cả đắc giả Hay nói cách khác, chân thật là thiện bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Quyển này là tập Đại Thành Tinh Hoa của năm loại Nguyên Bổn Dịch. Tuy dục bất dị thiện bổn bất cả đắc giả, ư thị tiên sư hội bổn vân thế dĩ lai bất hỉnh nhi tẩu phật giới tôn túc đa dĩ hội bổn văn giảng nghĩa phong từ sướng lý viên giảng thuyết tán dương lưu phan trung ngoại kiến giả văn giả hoan hỷ tính thọ trì tụng ấn hành là dịch bất tuyệt. Những lời nói này là nguyện vọng của Hoàng Niệm Lão đối với bổn hội tập của lão sư Đặc biệt là hai câu sau cùng Trì tụng ấn hành là dịch bất tuyệt Thế nhưng gặp được đại cách mạng văn hóa Sở dĩ cái nguyện vọng này Không thể thực hiện Đây cũng là một sự việc Rất đi thương Cần thả mông hải ngoại Phật học giới Thâu nhập Tân ấn chi tục tạng Trên thực tế Kinh này Vẫn chưa được đưa vào tạng Hành kiến Đại Kinh Quang Minh Thường chiếu thế gian Tích hiền hồi tập chi thắng nguyện Hành cáo viên thành Lịch đại Chúng ta có thể nói Từ triều tống về sau mãi đến hiện tại Đều muốn Kinh Vô Lượng Thọ Có một bản hoàn hảo Chúng ta có thể thọ trì Có thể đọc tụng Đến cái quyển này xuất hiện Đây mới chân thật là thiện bổn Vô lượng thọ kinh chi thiện bổn Ư ừ, tư khánh hiện Thử thật Vi hy hữu năng phụng chi đại sự nhân duyên giả thật có được okay. niệm tổ Nãy cụ phượt hạ phàm mộng mông tiên sư gì Phiền não chưa đoạn tận Gọi là cụ phược Hạ phàm là khiêm tốn của Ngài Không phải Thượng thượng căn Là người hạ căn trong phàm phu lão cư sĩ hà liên cư lão sư của ngài đem chú giải bộ kinh này đem cái sứ mạng này giao phó cho ông dặn bảo ông vì kinh vô lượng thọ này mà làm chú giải Lão cư sĩ năm xưa giảng kinh này Niềm lão là từ đầu đến cuối đều nghe qua Cho nên Từ Tuy sơ phát đại tâm Đảng dĩ Chướng thâm huệ thiện Thừa thử trọng mạng thật thâm Hoàng cụ sở hạnh tầng tham tiên sư giảng tịch thân văn thử kinh toàn bộ thử ư nhập đới tùy thị chi trung đắc linh thiền tịnh mật theo lão sư hai mươi năm hai mươi năm không hề rời khỏi lão sư tư tưởng thế hệ của lão sư Phương pháp giáo học của lão sư Việc này ông hiểu Lão sư mọi thứ đều thông Thiền, tịnh, mật Các tông đều thông Cho nên Thâu hiểu tiên sư hội tập Đại Kinh Chi Thâm Tâm lục thập niên đại sơ tầng thí tả thử kinh huyền nghĩa chi đệ cương nhất sách trình sư giám hạch hành mông ấn khả đảng kinh văn cách hào kiếp thử cảo dĩ đảng nhiên vô dư vượt qua 70 năm rồi Khi tôi quen với ông Ông đã hơn 70 tuổi Ông lớn hơn tôi mười mấy tuổi lại nhiều bệnh Hối thâm ân chi dị báo Cụ vô thường chi tương chí Cho nên Niềm lão làm cái chú giải này Tôi vô cùng bội phục ông Sức khỏe tuyệt nhiên không tốt Mang trên người cả thân bệnh Thật gọi là liều mạng không màng sống chết toàn tâm toàn ý dùng thời gian sáu năm mới đem sự việc này làm được thành công khi bản cảo hoàn thành Dùng in dầu In ra một bổn Tôi tính nhậm đại cái là một trăm bộ Bởi vì in dầu giấy sáp Chúng ta rất quen thuộc Khi nhiều hơn thì xem không thấy Phải chọn lấy một bộ rõ ràng nhất Trong đó mang đến Hoa Kỳ Đó là Năm 1985 Chúng tôi gặp được ở Hoa Kỳ Thế nhưng ở Hoa Kỳ Chỉ nói qua điện thoại Chưa thấy mặt nhau Ông biết tôi dạng Kinh vô lượng thọ bổn hồi tập vô cùng hoan hỉ liền đem một phần đại kinh giải gửi đến cho tôi. Sau khi tôi xem xong rất là hoan hỉ. Đó là ông vừa mới viết ra. tôi gọi điện thoại hỏi ông có bản quyền hay không ông hỏi tôi là ý gì tôi nói có bản quyền tôi tôn trọng ông tôi không dám phiên ấn nếu như không có bản quyền tôi mang đến đài loan phiên ấn ông nói không có bản quyền còn muốn tôi viết cho ông một một thiên lời tựa đầy tựa ở trang bìa Tôi đều đồng ý ông cho nên liền in ra 10.000 cuốn ở Đài Loan. Lần đầu tiên in ra. Hiện tại chúng ta dùng cái quyển này, ông đã tu sửa rất nhiều lần, gọi là bổn hiệu đính. Cũng đã bổ sung vào một số, đặc biệt thuộc về khoa học bổ sung. Và cái bộ phận này Đến hiện tại trở thành định bổn Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ gmail com Người đọc Hành quan Phát tâm cúng dường Do nhóm tịnh độ đại kinh khoa chú Thành tâm cúng dường Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật